Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Đen. Trong CDS thì selector được đánh giá là một trong những gì quan trọng nhất bởi vì nó giúp chúng ta có thể định vị được chính xác các element mà chúng ta đang muốn làm việc, tránh bị gây nhầm lẫn, sai sót. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về bộ 3 nhóm selector được cho là thông dụng bậc nhất, nhưng đồng thời cũng là bộ 3 nhóm có lượng người dùng bị nhầm lẫn nhiều nhất trong quá trình sử dụng. Triển khai nhóm đầu tiên ở đây mình sẽ tạo ra một class tên là item 1. Bên trong nó mình sẽ tạo ra một class item 2 nằm trong. Ở đây mình sẽ ghi là lùng dev nhé. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta ở đây đó là làm sao để CSS có thể chọn đến được item 2 từ vị trí của item 1. Khai báo như sau, mình ghi là chấm item 1 khoảng cách chấm item 2. Bên trong này mình sẽ cho color là màu trắng và một background là màu xanh. Đó, nó đã ăn rồi nha mọi người. Thì với công thức liệt kê hai element và ở giữa là một khoảng trắng như thế này nè, thì hệ thống sẽ hiểu là chúng ta đang cố gắng tìm một item 2 đang nằm trong một item 1. Và mọi người thấy không, hiện tại thì cái item 2 của mình đang được bao bọc bởi một cái item 1. Thì trường hợp này đúng. Nếu bây giờ mình xóa khoảng trắng giữa hai thuộc tính này đi thì nó sẽ không còn hoạt động nữa. Vậy nguyên tắc hoạt động khi liệt kê hai thuộc tính nằm sát nhau mà không có khoảng trắng là gì? Đó là với những thuộc tính được triển khai, nó đều phải nằm chung trong cùng một phần tử. Vậy thế nào gọi là một phần tử? Một phần tử sẽ được bắt đầu bởi một dấu ngoặc nhọn mở và kết thúc bằng một dấu ngoặc nhọn đóng. Tất cả những thuộc tính được triển khai trong phạm vi này được tính là cùng chung một phần tử. Vậy bây giờ để cho cái công thức này nó có thể hoạt động được á, mình buộc phải dời item 2 này lên nằm ngay sau item 1. Và bây giờ item 1 và item 2 đều nằm chung trong cùng một phần tử. Thậm chí là như thế này, bây giờ mình sẽ xóa class item 1 đi và mình thay vào đó là một ID bằng item 1. Bởi vì item 1 này bây giờ đã là một ID rồi, vậy thì mình sẽ thay dấu chấm bằng dấu thăng. Thì nó vẫn sẽ hoạt động. Tại vì cái ID này và class này đều vẫn đang nằm trong phạm vi của một phần tử. Thậm chí là như thế này đi, mình xóa luôn cái item 1 này đi. Thay vào đó, mình viết ở đây là div. Thì nó vẫn sẽ hoạt động. Tại vì cái khai báo div đây này, nó cũng nằm trong phạm vi này. Vậy là chúng ta đã vừa phân tích xong sự khác nhau giữa một cặp hay nhầm lẫn đầu tiên trong CSS. Thực hiện cho cặp thứ hai, ở đây mình sẽ tạo ra một class tên là item 1. Bên trong item 1 mình lại tạo ra một class là item 2. Nhưng đồng thời trong item 2 mình lại tạo ra một class là item 3. Ở đây mình sẽ ghi là lùng dev. Nhiệm vụ đặt ra đó là làm sao chỏ đến được item 2 từ vị trí item 1. Rất đơn giản đúng không nào? Tại vì bọn mình đã vừa bàn về nó ở cặp trước. Ở đây mình sẽ khai báo hai element và tạo cho nó một khoảng trống ở giữa. Thì khi này nó sẽ hiểu là tìm item 2 đang nằm trong item 1. Nó đã hoạt động. Nhưng nếu bây giờ mình thay dấu khoảng trắng này bằng một dấu ngoặc nhọn, như mọi người thấy nó vẫn đang hoạt động bình thường. Vậy có phải là công thức của cái dấu khoảng trắng và cái mũi nhọn này nó đều giống nhau không? Nhưng nếu nó đã giống nhau, vậy việc gì phải tạo ra hai cái? Chúng ta xét tới trường hợp thứ hai. Bây giờ đề bài đặt ra là làm sao để chỏ được tới item 3 từ vị trí của item 1. Vậy theo công thức của khoảng trắng thì nó chính là như thế này. Tìm đến item 3, biết rằng item 3 nó phải nằm trong item 1 và nó đang hoạt động. Vậy nếu bây giờ mình lại thay cái khoảng trắng này bằng mũi nhọn thì sao? Nó đã không hoạt động nữa. Bây giờ nó đã xuất hiện vấn đề. Nếu công thức của khoảng trống á, thì nó sẽ hỏi như sau: item 3 có phải đang nằm bên trong item 1 không? Đúng không nào? Thì với dấu mũi nhọn á, item 3 nó buộc phải là con của item 1. Bởi vì mối quan hệ cha con á, đâm ra nó có tính tương đồng với cái dấu khoảng trống. Tại vì nếu là con, bắt buộc nó phải nằm trong cha thôi. Nhưng nếu mọi người đang nghĩ rằng item 3 thì vốn dĩ nó đang là con của item 1 mà, bởi vì nó đang nằm bên trong đúng không nào, thì điều này không đúng. Bởi vì trên thực tế á, thì item 3 phải là con của item 2 mới đúng. Và item 2 á, là con của item 1. Thì mối quan hệ thực ra ở đây á, là item 3 là cháu của item 1, chứ không phải là con. Thì cũng vì mối quan hệ này nè, thì đâm ra cái mũi nhọn ở đây nè, nó không còn đúng nữa. Mình thấy item 3 bằng item 2.
nó sẽ hoạt động được thôi. Tại vì item 2 này thực tế chính là con của item 1 mà, đúng không nào? Vậy mình nối dài thêm cho item 3 thì sao? Nó vẫn sẽ hoạt động được. Bởi vì item 3 này nè là con của item 2, và item 2 lại là con của item 1. Mọi người có thể thấy với cặp đôi này nè, nếu bọn mình không đi sâu á, chúng ta sẽ rất dễ nhầm lẫn bởi vì công dụng của nó rất giống nhau. Có thể tạo ra cặp đôi thứ ba. Ở đây mình sẽ tạo ra một class tên là item 1. Sau đó mình sẽ vẫn tạo ra class item 2. Tuy nhiên item 2 này lại nằm cùng cấp với item 1. Bài toán vẫn là như vậy, xác định được item 2 đứng từ vị trí của item 1. Tuy nhiên, lần này bài toán đã khó giải quyết hơn hẳn so với hai trường hợp đầu, tại vì item 2 của bọn mình đã không còn nằm trong item 1 nữa. Để giải quyết được trường hợp này á, thì ở file style á, mình sẽ liệt kê như sau: chấm item 1 cộng chấm item 2. Bên trong nó mình sẽ cho nó một cái background color là màu xanh và một màu chữ là màu trắng. Như mọi người thấy, nó đã ăn được rồi. Thì với công thức của dấu cộng á, thì nó sẽ được hiểu như thế này: tìm đến một item 2, biết rằng item 2 này đang nằm sau item 1. Vậy với trường hợp này thì công thức nào sẽ bị gây nhầm lẫn với dấu cộng nhỉ? Ở đây mình sẽ thay dấu cộng bằng một dấu ngã. Như mọi người thấy, khi mình thay bằng dấu ngã thì nó vẫn hoạt động như bình thường luôn. Đương nhiên rồi, đúng không nào, nó phải có gì đó giống nhau thì nó mới gây được nhầm lẫn. Thì chúng ta cũng suy ra công thức cho dấu ngã ở đây, đó là nó tìm đến những item 2 đang nằm sau item 1. Ngay chả khác gì khái niệm của dấu cộng cả, đúng không nào? Vậy nếu bây giờ mình nhân bảng item 2 này lên thành rất nhiều item 2 đang nằm sau item 1, nó vẫn hoạt động bình thường. Đương nhiên rồi, tại vì tất cả các item 2 này nó đều đang nằm sau item 1 cả mà, đúng không nào? Không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng nếu bây giờ mình thay dấu ngã này bằng dấu cộng thì sao? Đã phát sinh vấn đề. Đã có sự khác biệt ở đây. Khi ở công thức là dấu cộng, nó chỉ tô màu item 2 ở gần vị trí item 1 nhất mà thôi, còn những item khác nó không quan tâm. Vậy ở đây bọn mình sẽ có một công thức khác cho dấu cộng như sau: nó sẽ tìm đến duy nhất một item 2 nằm ở gần item 1 nhất. Còn với dấu ngã thì nó sẽ lấy tất cả item 2, miễn rằng item 2 đó đều thỏa điều kiện rằng nó đang nằm sau item 1. Trên đây là bộ 3 nhóm selector quan trọng và dễ gây hiểu nhầm nhất trong quá trình sử dụng do lùng dev tập hợp lại. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye!